Em có ba anh chị ơi, được cầm hình này không? Trinh đã chinh phục được đến chùa Đồng Yên Tử nhá. Ai lấy ra nào, 2 phút sau qua nào. Mấy thợ lấy ra nào các anh chị ơi, chị đã cho bài chúng chị ơi. Đấy. Bọn em nghèo lại cứ phải đeo cái mõ cổ kia. Chinh phục đỉnh chùa Đồng Yên Tử. Cái người còn không có tấm điện thoại nào luôn. Đến đêm trắng còn không có. Đây này, chị phải anh phải biết bà già kêu u kêu toàn là dùng iPhone 14 này lắm. Khổ bọn em nó nghèo, nhìn thấy ủng hộ em không hiểu. Củ này với chị tin này. Đừng chạm vào bà già nhé chị ơi. Ui, đến đi đến. Đây cái cháu tay cháu lại đang ấy. Bà cứ cầm đi cháu. Không. Cứ cầm đi cứ ở ngồi đấy đi xong chị bà cứ cầm đi cháu giữ đi đâu. Đây. Không bà cứ để đây cho xong để bà cầm đi xong để cháu ấn chụp cho. À ta cầm thì cô chụp cho. Đây. Bà cứ kia ba. Yên. Ý là muốn lấy cả. Đây. Yên để chụp cho nó cả đó. Chùa Đồng Yên Tử đã chinh phục đoàn bảo vệ nhân phẩm Phú Thọ này, áo xanh. Rất nhiều bác hỏi là đoàn mình đi đông không mà. Đoàn mình đi 100 người. Gần 100 người, 2 xe 45 chỗ. Toàn áo xanh, mũ vàng. Đã chinh phục được lên đến đỉnh Chùa Đồng. Ai lấy ra nào. Đấy, đây nhìn xuống vẫn sương mù mịt. Ai lấy ngay nào. Đây trên đây chào mọi người. Đây nó bán đi của mình đi quán đấy. Đường xuống bây giờ lại bắt đầu lên đến nơi rồi bây giờ lại bắt đầu xuống. Thôi xuống thôi chứ. Kiểu lấy ngay em chị ơi.